Big Dan 24S kính chào các bạn. Đây là kênh thông tin giải trí phục vụ cộng đồng người Việt tại Italia. Hôm nay Big Dan 24S có các bản tin sau: bom tấn, baby Archie, người con trai của Meghan và Harry bị ảnh hưởng bởi sự hạn chế của hoàng gia khi trưởng thành. Meghan và hoàng tử Harry dự định nuôi dạy con trai Archie Harrison bên ngoài bong bóng của hoàng gia. Tuy nhiên, khi Archie đến tuổi trưởng thành, anh ấy có khả năng bị ảnh hưởng bởi hạn chế hoàng gia. Archie Harrison, một người dự kiến được lớn lên tại Montesto, Santa Barbara sau khi Meghan 39 tuổi và hoàng tử Harry 35 tuổi mua nhà và định cư ở đó vào tháng trước. Trong khi Montesto là một cái gì đó một người nổi tiếng ám ảnh, đó là dặm bong từ bong bóng hoàng gia, Archie có thể trưởng thành trong đã bố mẹ cậu rời khỏi Vương quốc Anh, quyết định từ bỏ vai trò hoàng gia cao cấp của Meghan và hoàng tử Harry là một phần thúc đẩy bởi mong muốn được mang lại cho Archie một cuộc sống bình yên hơn. Trong khi cha mẹ lẩm cẩm không phong tước vị hoàng gia cho Archie sau khi sinh ra, anh vẫn đứng thứ 7 trong hàng ngai vàng và sẽ tiếp tục kế vị khi ông nội thái tử Charles 71 tuổi trở thành nhà vua. Một khi trái tử Charles là vua, Archie sẽ tự động trở thành hoàng tử và quyết định sử dụng tước hiệu hoàng gia của mình khi đủ 18 tuổi sẽ do ông quyết định. Tuy nhiên, ngay cả Archie quyết định không sử dụng phong cách hoàng gia của mình, vẫn có khả năng anh phải tuân theo luật hoàng gia về hôn nhân, một chuyên gia hoàng gia tuyên bố. Theo một chuyên gia về hiến pháp, đạo luật kế vị vương miện năm 2013 quy định, các hoàng gia đứng thứ 6 từ ngai vàng trở lên phải xin phép quốc vương chủ tọa cho phép kết hôn, rất có thể sẽ phải áp dụng cho Archie vào một ngày đó không xa. Các chuyên gia Mark Manson giải thích Archie có thể khả năng sẽ phải tuân theo quy hàng gia giống như những người anh em họ của mình, hoàng tử George, công chúa Charlotte và hoàng tử Louis. Ông Mark Manson nói với Express of trước khi đạo luật kế vị vương miện 2013, tất cả các hậu duệ của George II và theo các điều khoản đạo luật hôn nhân năm 1772, trừ khi vấn đề về công chúa kết hôn đến một gia đình hoàng gia nước ngoài, phải cho phép của chủ quyền để kết hôn kế vị của họ. Đạo luật năm 2013 đã tìm cách cập nhật nhiều quy định của pháp luật lỗi thời và phân biệt đối xử liên quan đến chế độ quân chủ. Thông qua đạo luật này, quyền tự do nam giới đã được bãi bỏ, cho phép đứa con đầu lòng không phân biệt giới tính trở thành người kế vị rõ ràng. Việc không đủ tư cách thừa kế ngai vàng bằng cách kết hôn với một người công giáo đã bị xóa bỏ. Đạo luật hôn nhân hoàng gia năm 1772 đã bị bãi bỏ, dẫn đến chỉ có 6 người đầu tiên lên ngôi phải được phép chủ quyền. Thái tử Charles và hoàng tử William có khả năng lên ngôi vì Archie đủ tuổi kết hôn. Nếu một ngày nào đó, con trai của Meghan và Harry không muốn kết hôn như dự kiến, anh ấy sẽ phải tìm kiếm sự đồng ý của hoàng gia, giống như các hoàng gia cao cấp khác. Ông Mark Manson nói thêm, do đó, nếu con cái công tước và công tước xứ Cambridge muốn kết hôn, ta phải xin phép chủ quyền. Thay vì rời xa yêu cầu này, những đứa trẻ Cambridge sẽ xích lại gần hơn khi ông nội của chúng, hoàng tử xứ Wales, kế thừa ngai vàng. Cách duy nhất Archie có thể được giải quyết khỏi nghĩa vụ này là nếu George, Charlotte hoặc Louis kết hôn với có con trước anh ta, điều này sẽ anh ta sẽ rơi xuống đường kế vị. Ông Mark Rathan giải thích, như thật vậy với phong trào này, nhưng mọi thứ hiện tại có thể do đoán rằng con trai của công tước và nữ công tước xứ Sussex nếu anh ta kết hôn sẽ phải xin phép chủ quyền trừ khi một trong ba người anh em họ của anh ta kết hôn và có con. Đầu tiên vì anh ấy đứng thứ 6 trong hàng khi ông nội anh ấy là vua, Meghan, Harry và Archie dự định viếng thăm nữ hoàng và hoàng tử Philip tại Norman vào mùa hè này, nhưng chuyến đi đã bị hoãn lại trong bối